Trong đêm dài sanh tử, người có phước đức nếu nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa, lòng rất vui mừng, thọ trì đọc tụng thì lìa hẳn phiền não, tâm được an vui. Như lửa ở thế gian, sang hèn đều như nhau, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cũng như thế, thánh giả và phàm phu đều bình đẳng như nhau. Như Bà La Môn và Sát Đế Lợi đều cúng dường lửa, chư Phật Bồ Tát đều cúng dường Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Lại như đốm lửa có thể thiêu đốt thế giới tam thiên đại thiên, Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng như thế, nếu nghe một câu thì có thể đốt cháy vô lượng phiền não. Thiên vương nên biết, ví như gió lớn có thể làm cho vạn vật tăng trưởng, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cũng như thế, có thể làm cho tất cả thiện pháp thế gian và xuất thế gian tăng trưởng. Lại như gió dữ, nếu khi mạnh thì có thể phá diệt tất cả vật loại, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cũng như thế, nếu tu vững mạnh có thể phá diệt tất cả sanh tử phiền não. Lại như gió nhiều có thể làm cho khí nóng đều được mát mẻ, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cũng như thế, có thể làm cho hữu tình bị phiền não thiêu đốt, chứng được niết bàn thanh lương thường lạc. Lại như gió to di chuyển chẳng dừng, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cũng như thế, đối với tất cả pháp đều không có chỗ trụ. Thiên vương nên biết, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa địa bẩn không dính, tịch tịnh, có vô lượng vô biên trí tuệ bình đẳng, thông đạt thật tánh các pháp, như tánh hư không rộng lớn, không có chỗ trụ, lìa tướng cảnh giới, vượt tầm tứ vân vân, hoàn toàn không phân biệt, tâm và tâm sở không sanh không diệt, vì tự tánh xa lìa vậy. Thiên vương nên biết, các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, lợi lạc hữu tình, thế gian hiếm có. Giống như mặt trời, mặt trăng, tất cả đều nhận được. Nghĩa là như trăng mát có thể trừ nóng bức, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cũng như thế, có thể trừ tất cả nhiệt độc phiền não. Lại như trăng sáng, thế gian ưa nhìn, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cũng như thế, được tất cả thánh hiển ưa thấy. Lại như trăng sáng, mỗi ngày một tăng trưởng, các chúng Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, từ khi mới phát tâm cho đến chứng đắc sở cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề dần dần tăng trưởng. Lại như trăng mờ, mỗi ngày một mờ dần, các chúng Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, phiền não tùy miên dần dần giảm hết. Lại như trăng tròn đầy, các Bà La Môn, Sát Đế Lợi vân vân đều khen ngợi, nếu thiện nam tử, thiện nữ vân vân hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa thì thế gian trời người A Tố Lạc vân vân đều khen ngợi. Lại như trăng vận hành khắp bốn châu, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cũng như thế, biến khắp tất cả sắc tâm vân vân. Lại như trăng đẹp thường tự trong sáng, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cũng như thế, tánh vốn thanh tịnh thường tự trang nghiêm. Vì sao? Bản tánh đi nhiễm không sanh không diệt, biến khắp tất cả pháp, vì tự tánh xa lìa vậy. Ví như mặt trời tuy phá tan các sự tối tăm nhưng chẳng nghĩ ta làm, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cũng như thế, tuy phá tất cả tùy miên từ vô thỉ nhưng chẳng nghĩ ta phá. Lại như sức nóng của mặt trời tuy làm cho hoa sen nở nhưng chẳng nghĩ ta làm cho hoa nở. Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cũng như thế, dù khai tâm Bồ Tát nên chẳng nghĩ ta khai tâm họ. Lại như mặt trời đẹp tuy chiếu khắp mười phương mà chẳng nghĩ ta chiếu, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cũng như thế, dù chiếu khắp vô biên nhưng không có tướng chiếu. Như thấy tướng sáng đỏ rực hiện ở phương đông thì chẳng lâu vầng mặt trời sẽ xuất hiện. Nếu nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa thì nên biết là người cách Phật chẳng xa. Như các tín nữ ở châu Thiện Bộ thấy mặt trời mọc rất hoan hỉ, nếu khi thế gian có danh tự Bát Nhã Ba La Mật Đa xuất hiện, tất cả thánh hiền đều rất hoan hỉ. Lại như mặt trời xuất hiện, ánh sáng của trăng và sao biến mất. Nếu các Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa thì công đức của nhị thừa ngoại đạo đều tiêu tan. Lại như mặt trời mọc mới thấy chỗ cao thấp của hầm hố, nếu các Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thế gian mới biết đạo tà, đạo chánh. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa tự tướng bình đẳng, không sanh không diệt, vì tánh xa lìa vậy. Thiên vương nên biết, các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, phần nhiều tu hạnh không chấp trước, tu tập đạo sáng suốt, triệt trừ ám chướng tối tăm, xa lìa bạn xấu, gần gũi chư Phật, tâm tâm nối nhau, tưởng nhớ Phật không dứt, thông suốt bình đẳng, thuận theo pháp giới. Mặc dù thần thông du hí khắp cõi nước trong mười phương, mà thân an trụ ở bản xứ đều chẳng lay động, và các Phật pháp giống như hiện thấy, tuy ở thế gian mà chẳng nhiễm pháp thế gian, như chỗ bùn lầy sinh ra hoa sen.
Như thế, Bồ Tát tuy ở sanh tử, nhờ năng lực phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa nên chẳng nhiễm đắm. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không sanh không diệt, tự tướng bình đẳng, chẳng thấy chẳng chấp trước, vì tánh xa lìa vậy. Lại như hoa sen giọt nước chẳng đọng, cũng thế, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa chẳng còn một mảy may ác. Lại như hoa sen sanh chỗ nào hương khí đều thơm tho, cũng như thế, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, hoặc tại nhân gian hoặc ở trên trời xóm làng thành ấp đều đầy đủ hương giới. Lại như hoa sen bẩm tánh trong sạch, Bà La Môn vân vân đều quý mến, cũng như thế, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, trời rồng dược xoa kiền đạt phược vân vân Bồ Tát chư Phật đều kính mến. Lại như hoa sen khi sắp nở thường làm vui lòng mọi người, cũng như thế, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa mỉm cười trước khi nói, mọi người hoan hỉ. Lại như hoa sen trong giấc mộng được thấy cũng là tướng lành chư thiên vân vân, cho đến trong giấc mộng nghe thấy Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cũng là điểm tốt lành, cũng là thật thấy thật nghe. Lại như hoa sen khi mới bắt đầu sanh ra, nhân phi nhân vân vân đều yêu mến giữ gìn, cũng như thế, Bồ Tát mới học Bát Nhã Ba La Mật Đa, chư Phật Bồ Tát, Đế Thích Phạm Thiên vân vân đều hộ vệ. Thiên vương nên biết, các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, phát khởi tâm như thế này, ta phải đúng như lý, thông đạt tất cả Ba La Mật Đa, giáo hóa hữu tình, viên mãn Phật Pháp, ngồi tòa kim cang dưới cội Bồ Đề, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, chuyển vận bánh xe diệu pháp đủ 12 hành tướng vi diệu, Sa môn, Bà la môn vân vân, Thiên ma, Đế thích, Phạm thiên ở thế gian chẳng thể chuyển được. Ta hóa độ tất cả hữu tình ở vô lượng vô số vô biên thế giới trong 10 phương, bình đẳng cứu vớt ra khỏi biển sanh tử, đưa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa, làm chỗ quay về nương tựa cho kẻ không có nơi quay về nương tựa, làm người cứu hộ cho kẻ không có người cứu hộ. Người muốn thấy Phật, làm cho được thấy Phật, giống tiếng sư tử, thần thông du hí, khen ngợi công đức của Phật, làm cho mọi người khát ngưỡng, tâm hoàn toàn thanh tịnh, chẳng lay động, ý không du nịnh, xa lìa tà niệm. Đó gọi là chẳng nghĩ pháp nhị thừa, dứt các tùy miên, không còn phiền não, thân không làm việc dối trá, xa lìa cử chỉ tà vậy, miệng không nói dối, nói đúng sự thật. Thọ ơn thường nhớ nghĩ, ơn nhẹ đèn nặng, tâm chẳng ôm ấp giận hờn, miệng thường nói lời dịu dàng, tu tâm